Còn cái kiến này nó như cái kiến này mà lọt vô tay người ta bán 350, nó có thể lên mạng nó la lên là 350, nhưng mà mình nói thật lòng cái kiến này là 200. Cho nên nếu quý khách không lấy cái kiến này, nó là mình trừ ra 3,1 triệu, mình trừ đi 200 rồi là nó còn lại 2,9 triệu. Nhưng mà mình không thể để quý khách hàng không có kiến được, mình lại tặng cái kiến này, đó là nó sẽ trở về 2,9 triệu, có tặng một cái kiến. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Mấy Hàng Em Quyền nha. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và chọn lựa đặt cái dòng máy Ecomix WeWell cũng như là Multimix 230 WeWell. Bởi vì quý khách đã hiểu rằng là cho dù như thế nào thì nó vẫn là một dòng máy chất lượng. Thì trong video ngày hôm nay mình làm để mình hướng dẫn chi tiết về cái cách lắp đặt dây vận hành cái con Multimax 230 này. Rồi bây giờ mình chủ yếu trong video này là mình làm để mình cho tất cả những quý khách hàng đã nhận hàng cũng như là sẽ sắp nhận hàng, là từ ngày trong triển lãm Việt Build lần 4 đó, có nhiều anh nhận về, có nhiều anh biết sử dụng, có nhiều anh chưa biết, thì cho phép mình sẽ lướt sơ qua, mình hướng dẫn lại khách hàng có dùng khí, không dùng khí. Đây là một cái dòng máy nó rất là đa năng, nó có những cái tính năng rất là chi tiết sau đây. Đầu tiên là chức năng hàng que, thì khi mà mình bật qua que chỗ này nè là MMA thì quý khách chỉnh có một núm này thôi. Máy này thì mình cho phép hàng 3 ly 2, tối ngày sáng đêm. Rồi tiếp theo đó là chức năng hàng lip tích, hay còn gọi là tích quẹt, thì cái này quý khách cũng biết rồi, hầu như tất cả máy mít bây giờ nó đều có chức năng này hết, mà nó có cái ưu điểm và nhược điểm. Tích quẹt thì mình hàng inox nhưng mà hàng đồ dày thôi, chứ mình hàng đồ mỏng là do nó quẹt kim á, quẹt cái điện cực hàng lên cái vật liệu đó, cho nên là mình hàng đồ mỏng không có được. Rồi tiếp theo là chức năng hàng dây 0.8 có khí CO2 bảo vệ. Chức năng này là chức năng hàng nhôm. Đây là hàng 0.8 không dùng khí. Đây là hàng 1 ly không dùng khí. Rồi tất cả đều điều chỉnh một núm thông minh này hết. Mình chỉ cần share một núm này. Này quý khách để ý bên này nè, là điện áp nó chạy theo. Mình chỉnh 5 ampere thì vol nó chạy theo. Cho nên đó là cái sự tiện lợi của nó, mà dòng máy này thì ai cũng có thể hàng được hết á. Rồi nó vậy thôi. Mình cứ dặn một núm này thì von nó tự chạy theo nè, quý khách để ý nè. Bên này von, bên này ampere. Đây, mình dặn ampere thì von nó tự chạy theo. Hiểu một cách nôm na vậy, khi mình nạp càng nhiều củi thì gió nó nạp theo cho nó đủ. Đó, vậy đó. Đó, thì đây là những cái thông số chuẩn nhất mà máy nó lập trình vô trong này. Còn có thêm một cái chức năng bên này là cái chức năng là bù trừ von. Đó, ví dụ ở trạng thái 00 thì là chức năng chuẩn nhất của cái máy, là đa số thợ hàng được đào tạo ở khu vực Đông Nam Á mình đó là sẽ xài với những cái thông số này. Tuy nhiên có những người Việt Nam mình đó thì phải cần trừ bớt đi cái von này. Ví dụ mình để 130 ampere, là von lập trình chuẩn của máy là 18 volt 4, mà nhiều người hàng không có quen với cái tốc độ hàng á. Nếu mà được đào tạo thì mình xài 18 volt 4 được, còn nếu không đó, là sẽ bị lủng đồ đó. Bây giờ mình trừ bớt đi 2 volt. Đó, thì bây giờ nó sẽ là 130 ampere, nhưng mà nó còn có 16 volt 4 thôi. Đó, thì như vậy mình đi tốc độ từ từ thì nó vẫn không bị lủng. Đó là ý nghĩa của cái núm này, nó là vậy. Chứ quý khách đừng có lạm dụng vô cái nút này, mặc dù cái phạm vi của nó là từ âm 5 cho đến dương 5, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ đụng vô mình dặn hết lên 5 như vậy là nó sai nè. Hồi nãy zin của nó ở trạng thái 00 là 130 ampere, 18 volt 4, mà bây giờ mình dương lên 5 thì nó sẽ là 22 volt. Nó phi lý lắm, không có ai hàng 130 ampere đi 22 volt hết á. Đó, cho nên bây giờ nó là ý là vậy, cũng không có ai hàng 130 ampere mà nó đi với lại là 12 volt đó. Nè khách nhìn nè, 12 volt 5, 12 gì nè. Đó là không có hàng như vậy được. Mình chỉ để một là trạng thái 00, hai là cộng thêm 2 hoặc là trừ đi 2 thôi, đối với hàng sắt inox. Còn nếu mà đối với hàng đồ một siêu mỏng 4-5 gem á, chứ 1 gem là máy này hàng không được đâu. Chỉ máy laser nó hàng từ 5 gem đổ lên đó khách. Còn ai mà nói tất cả máy hàng mít mà hàng được 1 gem á, mình bỏ ngày hàng và mình tự thiêu luôn. Thì laser nó hàng được có 5 gem thì làm sao con máy này hàng được 1 gem.
Thì bây giờ quý khách chỉ cần một là để 00, hai là trừ 2 thôi. Đối với hàng sắt, hàng inox, hàng đồng á, còn hoặc là cộng 2. Chứ đừng bao giờ mà cộng nó lên 5 hoặc là trừ nó đi 5. Trừ trường hợp mình xài đồ mỏng 5 gem, mình âm 5 thì được. Còn ngoài ra là không nên âm 5. Đó, nói tôm nôm na là tính năng máy mình nó thông minh là vậy đó. Rồi mình chỉ cần chọn chỗ nào mình hàng có dùng khí thì mình nhấn vô có dùng khí, không dùng khí thì mình nhấn vô không dùng khí. Muốn hàng nhôm thì mình nhấn vô chỗ hàng nhôm. Vậy thôi, nó máy mình nó đơn giản và mình chỉnh một núm này thôi. Mình lướt sơ qua vậy rồi. Bây giờ mình vô mình tiến hành cái phần báo giá. Mình khui ra một cái máy mình báo giá cho quý khách liền. Giá là hồi trong triển lãm là mình có nói là hết triển lãm là nó 3,1 triệu. Nó sẽ bao gồm vậy. Một cái ống dẫn khí. Một cái ống dẫn khí. Một đôi bao tay da. Nè khách thấy không? Một cái súng dài 3 mét miên man Panasonic. Nó giống trên cái hình đó. Một cuộn dây không dùng khí E71T-GS. Không dùng khí, dài cây đũa hàng. Một cái hũ sáp 2 mét kìm hàng 100% dây đồng. Nè quý khách nhìn trong thùng nè, mình không có tiện lấy ra đâu. Lấy ra mất công. Đó, 2 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát 100% dây đồng. Nếu không phải dây đồng mình xin tự thiêu luôn và mình sẽ đền tiền quý khách hàng gấp đôi. 10 cái bát hàng. Giá 3,1 triệu, không có mắc mỏ gì đâu quý khách. 10 cái bát hàng Panasonic. 3 cái chụp khí thì mình lướt sơ cái giá trị của phụ tùng. Mình nói cái gì nó đúng cái đó chứ không có lên nói quá. Bây giờ một cái chụp khí này Bana này nè, 35.000 một cái quý khách nhân giùm mình nha. Mình làm tròn 30 thôi cho nó dễ nhân chứ giờ nhân chia già rồi nhân nó cũng trật. 30 thôi, 3 nhân 3 là 90.000. Cái bét này là 12.000, 12 nhân 1.000 nhân 10 là nó chạy ra là 120 cộng với 90.000 là 201 rồi. Cái này là 30.000 nè, là 104. Rồi cái cuộn dây hàng này 150 nè là 209 nè. 209. Rồi cây súng dài 3 mét miên man này khỏi bàn đi, máy nhà máy nó cho rồi. Cái bao tay da này giá 30.000 là 320 rồi. Rồi cái ống dẫn khí này bỏ luôn đi, mấy cây quay hàng này bỏ luôn đi. Rồi chưa hết, 320 rồi. Cái kính này là xịn hào nữa, thùng bọng đàng hoàng, nó mát mẻ nhựa ABB 100% original đó. Cái kính này không là 200.000 rồi. Mình không có gian dối dối mập mờ khách. Kính này 200 thôi mà nó đã xịn hào rồi. Thì tổng cộng nó lập là 3,1 triệu nha quý khách. Đó, đồ là mình cho đồ thật để quý khách về xài. Chứ không phải cho ba cái đồ tầm bậy tầm bạ về là quý khách tưởng đâu là quà mắc tiền rồi về là đem đi dục hết luôn á. Nó mình nói thật lòng. Dây hàng là quý khách phải cần nè. Bét là quý khách phải cần nè. Nu dồ chụp khí là phải cần nè. Bao tay này là chống nóng là phải cần nè. Bú gõ sĩ phải cần nè. Cái hũ sáp này để cần nè. Sáp này là để làm vậy nè quý khách, để mình sẵn mình nói luôn. Nhiều quý khách không có hiểu. Đây, thay vì mình mở ra rồi mình nhúng cũng được. Ví dụ nó lấy trong này nè. Thay vì quý khách mở ra mình nhúng vô vậy nè. Rồi lấy ra. Để khi mà nó nóng lên á, nó sẽ chảy ra ở dạng như dầu vậy đó. Bản chất này nó là bơ mà. Hồi xưa nó là bơ, còn bây giờ nó làm bằng gì mình không biết nữa. Đó. Hồi xưa làm bằng bơ thật tình luôn á. Bơ làm bơ thực vật hoặc bơ động vật. Nhưng mà thời bây giờ thì không biết nó làm bằng cái gì. Đó, rồi khi mình hàng nóng thì nó sẽ ra đó. Đây là những đồ rất là cần thiết. Thì giá nó là 3,1 triệu nha quý khách. Còn quý khách nào mà muốn trở về 2,9 triệu thì cái kính đổi qua cái kính này. Kính này trên thị trường là có người nó bán 250 quý khách. Nó la hòa là 250 á. Nhưng mà thật ra cái kính này giá trị của nó chỉ có 90.000 thôi nha quý khách. Đó, cho nên nếu mà quý khách muốn trở về giá 2,9 triệu thì mình sẽ tặng cái kính này. Bỏ cái kính này ra. Nó là 2,9 triệu nếu xài cái này. Rồi nha quý khách hàng nha. Rồi 3,1 triệu là cái này. Nó là vậy. Quý khách nói, mình nói lại cái nữa, mình qua mình vô hành hàng thử liền ha khách ha. Nếu mà 3,1 triệu là nó như vừa rồi mình vừa nói. Nó chỉ vậy. Còn nếu mà tại vì cái kính này không á, nếu mà lọt vô tay một số người á là nó nói kính này 350 nè quý khách. Đó, rồi. Bỏ kính này ra.
Nếu mà cho đổi vô kính này, kính này không quý khách mua trên, mình bán cho quý khách là 90 ngàn thôi. Vậy mà có người nó lấy cái kiến về lên nó nói 250. Quý khách cẩn thận nha. Rồi nếu mà lấy cái kính này là máy này chỉ còn có 2 triệu 9 thôi. Rồi xong, cảm ơn quý khách đã theo dõi cái phần mà mình báo giá. Rồi bây giờ mình vô mình tiến hành mình hàng nhanh liền ha quý khách ha, cho nó là nhanh. Ở bên này mình đang lắp một cuộn dây là E71T gạch GS là không dùng khí rồi. Thì quý khách hàng đó, mình làm nhiều review nhiều cái máy khác rồi, thì cách lắp dây nó đơn giản lắm. Mình lắp dây sao nó đi chiều này nè là nó đúng đó, đi như vậy. Còn nếu quý khách đi ngược lên trên vậy nè, quý khách thấy không, tưởng tượng đi ngược lên trên này, nó cong nguồn dây xuống vậy thì sao hàng, nó khó lắm. Rồi mình cũng đổi chọn cái rãnh, trong này có rãnh 8 dm, rãnh 1 ly, thì mình chỉ cần lắc nhẹ này ra rồi mình sẽ thay cái bánh xe thôi. Tại phần này mình đi lướt nhanh qua thôi, quý khách hàng biết tiếng con máy này nhiều rồi mà, nó hàng ngon lắm. Rồi mình lắp vô cái mình gài này xuống, mình kéo này lên, mình siết vừa phải thôi, đừng có siết nhiều quá là tức đó mình sẽ hàng thôi. Rồi hàng dây không dùng khí thì cái súng của mình nè, đây là cái súng của mình nè, mình sẽ gắn ở bên dấu trừ nó khách ha. Còn cái kẹp mát á là mình sẽ gắn vô dấu cộng nè, các thấy rõ không, cây súng của mình nè, đây là cây súng nè, thấy không, thấy cây súng không, nó gắn vô dấu trừ không dùng khí á, siết lại. Rồi kẹp mát là mình gắn vô dấu cộng. Rồi bây giờ đây là mình lắp dây không dùng khí rồi, thì mình sẽ tiến hành mình hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi. Kẹp mát gắn dấu cộng nè, không dùng khí, mình kẹp đây. Đây mình sử dụng đôi tay Milwaukee này của Mỹ, chống cắt nha khách, chứ không phải chống nóng nha, chống cắt. Nóng thì cũng cầm đỡ đỡ đi, chống cắt có nghĩa là đá mài đã cắt đầu, lỡ nó lướt qua nó rất là khó đứt. Bao tay này là 110 ngàn của Mỹ. Quý khách hàng nào mà cần thì mình cũng có cung cấp cái bao tay với dụng cụ cầm tay của hiệu Milwaukee nha quý khách. Mình đang ký hợp đồng với bên Milwaukee rồi. Rồi bây giờ kẹp mát của máy này nè, nó mình đang ngồi về mình làm cho tất cả quý khách hàng coi cho nó dễ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóp cò cho dây nó ra. Đây là cái súng 3 mét của em, nó đang nằm trong đây này khách thấy không. Rồi mình bóp cò cho dây nó ra nè, nó đang số nhỏ nhất rồi. Rồi bây giờ mình để đây. Rồi bây giờ mình vừa hàng vừa chỉnh nha quý khách hàng nha. Vô chỉnh một núm thông minh nè, à, xe lên nè, xe lên, xe lên, xe lên, xe lên, xe lên. Đó, nãy giờ là mình không có nhìn luôn. Rồi mình thấy nó ok rồi là bắt đầu mình tiến hành mình hàng liền cho quý khách hàng coi. Tay mình luyện thiết xa trưởng rồi, mình chà chà ra coi nó đẹp chưa, mình nghe tiếng nó ngọt rồi. Đó, lúc nào mình hướng dẫn quý khách mình cũng ngồi sau đít cái máy hết á, nhưng mà mình đang ôm cái miếng sắt này dày 12 ly thì cho nên mình hướng dẫn quý khách luôn. Mình không thay đổi tốc độ dây ra mà mình cộng thêm 2V để cho nó đạt độ ngấu. Đó, mình vẫn giữ nguyên ampe này nhưng mà mình sẽ cộng thêm 2V. Mời khách theo dõi mình hàng trên miếng sắt dày 10 ly và bây giờ mình cầm trên bàn tay mình thử ở chức năng không dùng khí luôn. Đây là cái sự dễ dãi của em đó. Mình đang cầm trên bàn tay luôn, mình làm cho quý khách nó tiện. Tại bây giờ chiều nay nó hơi lu bu chút xíu. Rồi mà hứa với rất nhiều quý khách hàng là để làm video hướng dẫn mà cũng làm không được, nó thôi lôi đại ra đây rồi làm nhanh nhanh lên. Rồi bây giờ mình chà. Quý khách nhìn thấy không? Đây là cái đường hàng không dùng khí. Nó rất là đẹp. Còn quý khách muốn cho nó mạnh lên chút nữa thì tăng lên ha. Bây giờ mình xe núm lên mình cho nó mạnh lên chút nha. Xe lên. Rồi nó đã mạnh rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng một đường nữa, cũng cầm trên tay cho quý khách hàng coi luôn nha. Vô rồi xong. Đó là tính năng không dùng khí. Mà mình hàng đồ dày thì mình cứ chỉnh vậy thôi. Rồi mình cũng lướt sơ nhẹ qua cái cho tất cả quý khách hàng. Tại đa số là quý khách hàng cần là cái có dùng không dùng khí, cho nên mình tập trung nhiều vô cái này.
nhớ khách nha. Bây giờ mình cho nó về trạng thái 00. Mình cho nó về trạng thái 40A nhỏ xíu luôn. Rồi. Bây giờ đầu mỏng mình sẽ cầm cái hộp này lên. Nhiều anh sẽ nói mình hàng đối đầu vậy thì thật ra hàng vậy nó dễ lắm. Nhưng mà do mình cầm trên tay cho nên mình sẵn sàng mình nói đường này. Rồi ví dụ mình ghép hai hộp này lại. Rồi mình ví dụ cho tất cả các anh coi luôn độ dễ nó, mình đang ngồi vậy rồi. Bây giờ hàng không dùng khí thực ra nó cũng vậy, mình gác lên đây cái mình hàng cho mấy anh coi nè. Rồi mình xe lên thử cái mình thử nè, mình nháp cái nha. Đây, mình chưa vô mối nói mà mình nháp bên ngoài nha. Mình xe lên miếng mình coi coi sao. Xe lên coi được chưa? Xe lên miếng nữa. Rồi, mình ngưng lại. Nãy giờ mình không có nhìn gì lên trên cái máy luôn á. Rồi, sau khi mình nháp thử mình chà ra coi. Rồi, cái con hàng này đối với cái vật liệu này nó đạt chưa? Đó, mình thấy vậy là nó có lòi thịt đồ ra rồi nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nối hai cái ống này. Đó, mình đang cầm, hôm nay là mình làm rất là cẩu thả. Và mình cũng mong là quý khách thấy rõ cái sự thật, cái dễ dàng của nó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình hàng cho tất cả quý hàng coi, mình cầm trên tay. Mình cầm ngay chỗ này. Rồi bây giờ mình tất cả quý khách hàng để ý nè, mình sẽ quay về hướng quý khách hàng nè. Cái đầu dây nó sẽ lú ra ngoài nè. Quý khách nhìn nè, bắt đầu mình tiến hành mình bon. Nè, quý khách nhìn nè, mình bắt đầu mình bon vô nè. Bon là mình cho lắc nhẹ qua hình chữ C là nó sẽ ăn. Đây mình bon ngay đầu này, quý khách nhìn kỹ nha. Nè, lắc nhẹ tay mình qua hình chữ C nha. Đang để trạng thái 00 nha. Đó, nhớ, quý khách nhớ giùm mình. Nó rất là đây mình hàng nháp rồi nè. Rồi bây giờ mình hàng chính thức thật luôn, mình đang cầm trên tay nè. Vô nè. Mình lắc qua lắc lại cái khách là nó dính nè. Nè, mình mới hàng dính rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ hàng đầu bên này. Rồi bắt đầu mình bóp cò nè, mình cầm tay mà mình hàng cho tất cả quý khách hàng để ý luôn nè. Nó dễ dữ lắm. Rồi mình lắc qua lắc lại chữ C rồi nè. À, lý thuyết rồi, lắc qua lắc lại vậy. Nha khách, này nó ăn nè, vô nè. Nó ăn rồi đó. Do mình cầm bên tay nó lắc qua lại, mình tạm thời mình bon để cho nó khích cái mối hàng lại. Rồi khách thấy không? Rồi bây giờ mình khóa luôn đầu bên này cho nó đẹp. Rồi mình sẽ lắc nè, khách nhìn này nha, lắc qua lắc lại nè, lý thuyết là vậy. Rồi mình sẽ lắc nè. Khách để ý nè nha. Để mấy anh coi để biết cách hàng luôn nè, lắc qua lắc lại nè. Mình sẽ bóp nó trong vòng 1-2 giây. Đó, thịt nó lú ra đầy đủ hết chứ đâu có gì đâu mà không có. Rồi mình làm một điểm nữa nè. Đây, đầu dây lú ra nè, khách thấy rõ chưa? Nè, quý khách lú đầu dây ra rõ ràng không nè, khách thấy không? Rồi mình lắc nè, quý khách để ý là lắc qua lắc lại nè nha. Chắc khoảng 1-2 giây á, nè, vô nữa khách để ý nè. Rồi, thì mối hàng nó sẽ dính. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình làm từng điểm, thêm một điểm nữa. Bây giờ nếu quý khách muốn hàng nhanh thì mình tăng số lớn lên nữa. Mình vẫn đang để 00 nha, tăng lên. Mình cho nó lên 120, mình hàng bon cho tất cả quý khách hàng coi nè. Rất là nhanh. Mình sẽ làm 5 điểm ở trạng thái 00. Quý khách hàng nha, điểm thứ nhất nha. Ở trạng thái 00 nha. 1 điểm. Điểm thứ 2. 2 điểm. Điểm thứ 3. 3. 4. 5. Cái nữa đi. Rồi, mình đã làm xong 5 điểm ở trạng thái 00 của con máy Multimax 230 này. Mời khách theo dõi. Nó mình để ngay cái máy mình làm để quý khách thấy rõ luôn. Chứ coi nó gian gian dối dối mập mờ mình không thích. Tại sao mà mấy anh nói về hàng không dính em cũng không hiểu luôn. Cho anh xin miếng điện được không ta? Cái hệ thống điện mắc ổn quá. Đây là 5 điểm. 5 điểm ở trạng thái 00. Chưa có làm gì hết, 00. Quý khách thấy không ta? Rồi, xong. Chắc có lẽ cho phép quý khách cho phép mình khép video lại đây. Đó, lần đầu tiên mình hàng cái đồ dày đây nè. Đó, quý khách xe là nó sẽ hàng được. Rất là dễ thương trên con máy này. Đó, rồi. À, mình có lắp dây có dùng khí. Rồi cũng dây inox không dùng khí nữa. Mà video dài rồi mình làm quý khách chán lắm. Cho nên mình xin phép khép lại tại đây. Và mình cho nợ, ngày mai mình sẽ làm trở lại một lần nữa hàng trên dây có dùng khí CO2 bảo vệ và dây inox không dùng khí.
và mình sẽ review cụ thể hơn về con mini ạc 200 WeWell này. Rồi giá thì 3,1 triệu nếu quý khách lấy cái kiến xịn hào này. Còn cái kiến này như cái kiến này mà lọt vô tay người ta bán 350, nó có thể lên mạng nó la lên là 350, nhưng mà mình nói thật lòng cái kiến này là 200, cho nên nếu quý khách không lấy cái kiến này đó là mình trừ ra 3,1 triệu, mình trừ đi 200 rồi là nó còn lại 2,9 triệu. Nhưng mà mình không thể để quý khách hàng không có kiến được, mình lại tặng cái kiến này đó là nó sẽ trở về 2,9 triệu, có tặng một cái kiến. Rồi kính này á, trên thị trường bây giờ có người nó lên nó nổ này 250, quý khách cần mua mình bán 90 ngàn. Quý khách hiểu ý mình nói không đó? 3,1 triệu là như vậy, trừ ra 200 còn 2,9 triệu là không có kiến. Bây giờ mình bỏ kiến này vô luôn, vẫn 2,9 triệu luôn đó. Rồi một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã theo dõi hết video. Quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mình post lên hàng ngày. Cho phép mình bí mật lại cái vụ Milwaukee nha. Tại vì máy mini ạc 200 này mình sẽ tặng những cái bao tay da xịn hào của Milwaukee Mỹ này. Nhưng mà chương trình này chắc có lẽ cho quý khách cho phép mình dời lại. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã theo dõi hết video. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.